Hello, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube phim bà hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly cổ đến từ thương hiệu của Pioneer và tên model là SA90. Đây là một dòng sản phẩm mà phải nói là cho một cái chất âm thì phải nói là rất là hay và rất là lực cho anh em mà. Con này thì nó sẽ phối ghép với những dòng loa mà khó tính, ví dụ như là loa AR2, AR4 và những cặp loa liên xô, loa cổ thì nghe phải nói hết sảy nha anh em. Vì con này cho là một chiếc âm rất là mạnh, cho những dòng mà có bass khô cứng thì đánh chơi với con này thì sẽ cho chất âm thì nó sẽ mọc nước hơn rất là nhiều. Đây, con này thì được trang bị rất là đầy đủ cái nút tính năng mà phải nói là nâng cao anh em. Đây, đầu tiên thì chúng ta thấy là con này sẽ chỉnh được bass và giải treble ở cả loa trái và loa phải anh em. Như em đã biết thì âm thanh stereo thì nó sẽ rất là khác biệt so với âm thanh là mono anh em ạ. Nên âm thanh cho ra thì nó sẽ không có đều nhau ở cả hai loa. Cho anh em lưu ý là loa thì nó sẽ lớn loa nhỏ, hoặc là loa nhiều bass hoặc loa nhiều treble là chuyện hết sức là bình thường. Và anh em chỉnh bass treble thì anh em có thể chỉnh tinh chỉnh sâu lại cho hai cái loa đó hát cân bằng lại với nhau thì vẫn rất là ok nha anh em. Con này thì sẽ chơi được hệ thống là AB cộng luôn và có cả loa nét cho anh em. Con này đánh bình thường cũng rất là mạnh anh em ạ, không cần phải loa nét. Bởi vì con này thì nó sẽ có hai yếu tố nổi bật sau đây. Một là nó sẽ chạy tổng cộng là 4 sò sắt. Nên chất âm đưa ra thì nó đánh ra rất là mạnh, rất là lực, phù hợp với cả những dòng nhạc khó, ví dụ như là nhạc remix hay là nhạc sàn thì con này đánh mà rất ok. Thứ hai là con này xuất cả âm tụ nha anh em. Điện năng thì sẽ lưu trữ vào trong tụ trước khi nó được xuất ra, nên đánh cũng rất là mạnh. Và thứ ba là con này thì nó sẽ có những cái tụ lọc nguồn mà nó bọc nhôm nha anh em, nó sẽ khử nhiễu tín hiệu tốt hơn. Và hình thức của em này còn rất là mới anh em, khoảng là 90%. Nên mời em cùng xem hai bên của sản phẩm này sẽ có hai cái đây miếng gỗ anh em ạ, hai cái má gỗ mà nó sẽ không phủ hết toàn bộ sản phẩm mà nó chỉ phủ ở cái phần mặt trước nô ra thôi anh em. Đây, mặt sau của sản phẩm thì vẫn còn mới và đẹp tinh tươm anh em. Đây, tem của sản phẩm Pioneer SA90, con này là điện 100V, công suất là 156W, hàng chuẩn Isopen nha anh em. Đây, các chạm loa của sản phẩm. Bên đây là các cổng kết nối tín hiệu vào sản phẩm. Đây, ba cổng này chúng ta sẽ xài nhiều nhất. Còn đây là các cổng và phono là liên quan đến mâm đĩa than nha anh em. Test và để ghi âm, cổng là R và men. Khi mà anh em mà muốn biến con này thành một đẩy để anh em ghép với những thứ sản phẩm như là vang để hát karaoke. Nói chung là về các cổng kết nối tín hiệu sản phẩm này thì phải nói là cực kỳ đầy đủ, cực kỳ là thoải mái để cho anh em phối ghép. Và bây giờ thì Nhật cũng sẽ test luôn chất âm của con này, mời anh em. Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi, dù cô em đêm xa xôi nay đã đi vào quên lãng, trôi vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho đời về là khi rồi em lặng lẽ ra đi, con gói yêu quê nhà dâng hết cho người tình. Dây tơ một cô tim anh thương người tròn kín anh vừa sầu nhớ nói đi em cả đời mình đã tìm và đợi mơ cho ngày mong nên thôi cuối cùng là tình một đêm chăn trôi tìm đóng cho tàn lặng xưa dâng hết cho lặng yêu cuối rồi từng đêm nhịp bước cô đơn em khóc cho duyên hết lặng em chết trong dây tơ mồ cô tim anh hân hận tròn kín anh vương sầu nhớ mọi khi em cả đời mình đã tìm cả đời mình say giấc mơ cho ngày mong được nên thôi cuối cùng là tình đêm trăng trôi tìm đồng cho tàn lặng xưa hết cho... Nói chung về chất âm của con này thì cho ra anh em thấy đây mình chưa chỉnh bass gì hết, đánh phải nói cực kỳ là căng và lực cho anh em. Thế là mình đang chơi với cặp loa của Diatom, cặp loa này có một vòng loa dễ tính anh em à, nên con này là đánh bass cho ra thì không cần phải chỉnh bass. Nếu mà anh em chơi những con khó hơn thì anh em lên chỉnh bass thì nó sẽ đánh căng hơn rất là nhiều. Thậm chí là mình còn chưa mở loa nét cho anh em mở loa nét lên thì đánh phải nói là cực kỳ mạnh. Nhưng mà đương nhiên anh em phải chỉnh cho nó đúng nha anh em. Ví dụ như là loa anh em nghe như vậy đã đủ rồi, anh em mở những cái mà nó vượt qua cái tầm với của loa anh em thì nó sẽ bị vỡ tiếng, bị nhão tiếng gì đó. Thì anh em nên chỉnh mà cho phù hợp với tai mình nhé, chứ không nên cố quá thì nó sẽ quá cố nha anh em. Đây, bạn Nhật quên giới thiệu anh em, con này thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng nha anh em. Đây, nói chung thì sách hướng dẫn sử dụng thì trước đến nay thì không có nhiều anh em quan tâm cho lắm, nhưng mà mình có thì mình cũng giới thiệu với anh em. Đây, sách hướng dẫn sử dụng và sơ đồ của sản phẩm với anh em, không có gì đặc biệt hết. Anh em thích thì Nhật cũng đưa luôn cho anh em, cái này không có quan trọng anh em. Rồi ok, xin chào tất cả các anh em nha, hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video sau.